Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học cách tự động ngắt dòng trong một ô. Trong bản tính dưới đây, ở ô B4 của chúng ta đang chứa một đoạn văn bản. Các bạn có thể thấy đoạn văn bản quá dài và không vừa trong ô. Cách đơn giản nhất chúng ta có thể nghĩ đến là nới rộng ô đó ra. Tuy nhiên, cách làm này sẽ không hữu hiệu nếu bạn gặp một đoạn văn bản quá dài, dài đến hết nửa màn hình chẳng hạn. Bạn không thể nới rộng ô đến cả màn hình phải không nào? Cách tốt nhất ở đây là sử dụng tính năng Grab Text. Khi đó, Excel sẽ giúp bạn tự động ngắt dòng trong các ô sao cho phù hợp nhất. Đầu tiên, hãy chọn các ô mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấn vào đây. Bạn thấy không? Vậy là cái văn bản đã được ngắt thành các dòng trong cùng một ô. Không còn phải lo nội dung của văn bản sẽ chen sang ô khác như lúc nãy nữa. Bản tính của chúng ta đã trở nên gọn gàng hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau.